Lúc trước là mặt hiện là nó hai ngọng, sau là nó cải thiện rất là nhanh. Mọi người cứ tưởng nó là chuyện chích càm, hay là tại sao thấy mặt nó dài, tại vì nó săn lên hai bên này, nó liếp lên. Cho nên mọi người cứ tưởng là chuyện bị chích càm, mà thật sự là mình mất cái ngọng này, nó bay đi. Thành ra là mình thấy cái càm chứ là lúc nào mình cũng hai ngọng. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt, không quen nhau cho qua mau. Cái chuyện lần đầu chị đến không, thì cái lúc đó cái mặt mình cũng đẹp nhưng mà nó bầu hơn. Đó, còn bây giờ thì cái gương mặt mình nó vi lai. Mọi người nói là Mỹ chắc nó đi chích cái gì. Mỹ chưa nhìn gương, nhưng mà Mỹ cười, Mỹ thấy bên này nó săn vậy, nó sợ giống như đang cột sợi dây treo lên. Mẹ nói là Mỹ từ lúc Mỹ tới Mai, Mỹ cũng tự tin, tự hơn. Thường xuyên tới để mà mình chăm sóc các em làm ở đây cũng tốt nữa. Người phụ nữ 15 tuổi chồng là không được, không được chồng là không được.